Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải cảnh báo Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương? Tổng Bí thư Tô Lâm đang nỗ lực củng cố quyền lực với mục tiêu trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14. Ông Tô Lâm được đánh giá là một nhân vật thực dụng, ít quan tâm đến vấn đề học thuyết lý luận, khác hẳn với người tiền nhiệm là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là nhân vật rất thân Trung Quốc và được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hết lòng ủng hộ. Việc ông Tô Lâm không che giấu ý đồ cải cách để đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới, kể cả xóa sổ một số di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đường lối và công tác nhân sự, được cho là lý do khiến ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng. Vào ngày 29 tháng 10, truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo. Bản tin cho biết, chiều ngày 29 tháng 10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban tuyên giáo Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh và yêu cầu Ban tuyên giáo Trung ương phải làm tốt vai trò tham mưu hướng dẫn để toàn đảng làm tốt công tác này. Theo giới quan sát, vấn đề chấn chỉnh hoạt động của Ban tuyên giáo Trung ương là nội dung được công luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm. Trong thời gian gần đây, sau khi ông Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư của Đảng, vấn đề bất đồng trong nội bộ của Đảng đã diễn ra công khai và gia tăng về cường độ. Điều đó thể hiện rất rõ trong các phản ứng với giới chức tướng lĩnh quân đội, được cho là cấu kết bắt tay với cơ quan ngoại giao của Trung Quốc. Những lùm xùm xung quanh câu chuyện Đại học Fulbright Việt Nam, một biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam và Mỹ, bị lực lượng dư luận viên trực thuộc Ban tuyên giáo Trung ương cáo buộc cho tự diễn biến để chuẩn bị cho kế hoạch cách mạng màu. Đáng chú ý, công luận đã đánh giá cao phát biểu của ông Tổng Bí thư Tô Lâm khi ông đưa ra cảnh báo rằng nếu đội ngũ cán bộ làm tuyên giáo không thực chất, không thực lòng thì không đi vào lòng người. Kẻ thù của tuyên giáo là giáo điều, nói không đi đôi với làm. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến khẳng định lâu nay Ban tuyên giáo Trung ương đã sử dụng và dung túng cho lực lượng dư luận viên trên các diễn đàn mạng. Lực lượng này đã lộng hành, lộng ngôn, bất chấp sự thật khi phản biện lại các quan điểm khác biệt. Đây chính là một trong những nguyên do khiến cho những cá nhân có hiểu biết ngày càng chán ghét chế độ này. Cụ thể, kênh truyền hình Quốc phòng nhân danh cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đăng một video về cách mạo màu, vu khống cho Đại học Fulbright Việt Nam. Sau một thời gian, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã phải xóa video nói trên. Tuy nhiên, ngay sau đó, tài khoản Facebook của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đã đăng tải lại video này. Đã có không ít các cáo buộc cho rằng Bắc Kinh đã công khai bày tỏ thái độ ủng hộ ban đảng của tướng Lương Cường cũng như ban tuyên giáo Trung ương do tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đứng đầu bằng cách lấy tinh thần chống Mỹ cứu nước để ngăn cản mối quan hệ Việt Nam và Mỹ là đối thủ của Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng đây là sự tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm rất có thể phải đối mặt với những tai họa không hề nhỏ. Trong khi đám tay sai thân Trung Quốc trong Đảng đang tìm mọi cách để quật ngã ông Tô Lâm. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chủ động rời ghế Chủ tịch nước để nhường lại cho phe quân đội là một bằng chứng không thể chối cãi. Không phải vô cớ mà đã có những đánh giá cho rằng ông Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội đảng 14 cũng là vấn đề hết sức khó khăn. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải cảnh báo Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dung túng cho cựu Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý như thế nào? Ngay sau khi được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào ngày 3 tháng 8, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra cam kết sẽ tiếp tục chống tham nhũng với phương châm không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Nhưng đến nay, sau khi ông Tô Lâm bàn giao chức Chủ tịch nước cho Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, việc này cho thấy cán cân quyền lực trong Đảng đã có thay đổi rất lớn. Nhiều dấu hiệu cho thấy những tuyên bố của ông Tô Lâm cách đây chưa lâu cũng chỉ là lời nói cho vui. Sau các chuyến công du quốc tế dài ngày vào cuối tháng 9 năm 2024, với chủ trương ngả sang phương Tây và Hoa Kỳ, ông Tô Lâm đã rơi vào tình thế tứ bề thọ địch
của các thế lực kình địch trong nội bộ của Đảng, kể cả phản ứng không thân thiện từ Nga và Trung Quốc. Đây cũng là lý do buộc ông Tô Lâm phải chấp nhận chủ động lùi một bước để giảm bớt áp lực. Mới đây nhất, xuất hiện các đánh giá cho rằng quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm đang sụt giảm nhanh chóng. Cụ thể là trong kế hoạch tảo thanh đối với phe Nghệ An, Hà Tĩnh, có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Tô Lâm đã và đang bắt đầu lùi bước, không chỉ ở việc chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, một đối thủ của ông Tô Lâm đã trở thành thường trực Ban Bí thư. Câu chuyện Bí thư Nghệ An Thái Thành Quý vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương đang gây ra nhiều tranh cãi khác nhau. Những điều kể trên cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những bước xuống thang đáng kể với phe Nghệ An. Trên mạng xã hội đang lan truyền các thông tin không hay về ông Thái Thành Quý. Theo đó, từ vai trò của một tội phạm đã được xem xét kỷ luật, bỗng nhiên vào ngày 26 tháng 10, ông Quý được Bộ Chính trị điều chuyển trở thành Phó Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn tin cho hay Bí thư Thái Thanh Quý hay được dân xứ Nghệ gọi với cái tên thân thương là Thằng Quỷ, với lý do ông Quý là con người không đi lên bằng trí tuệ hay năng lực của bản thân mà đi lên bằng sự luồn cúi và sử dụng tiền bạc để mua quan bán chức. Được biết Bí thư Thái Thanh Quý được ưu ái giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương bất chấp năng lực yếu kém và không có kiến thức về quản lý kinh tế hay quản lý nhà nước. Sau khi bị đa số cán bộ đảng viên trong tỉnh Nghệ An tẩy chay và không tuân phục, Thái Thanh Quý liền tìm đường thoát thân ra Trung ương. Bí thư Thái Thanh Quý đã dựa vào tướng công an Nguyễn Ngọc Lâm là một đệ tử thân cận của ông Tô Lâm để tiếp tục tiến thân. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là người Nghệ An nhưng phải theo cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và là người trực tiếp chỉ huy vụ xóa sổ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, là ông trùm phe Nghệ An có liên quan đến tập đoàn Thuận An. Trên cương vị Cục trưởng Cục C03, Nguyễn Ngọc Lâm đã cho bắt Phạm Thái Hà là trợ lý của Vương Đình Huệ liên quan đến khoản tiền nhận hối lộ 2,2 ngàn tỷ từ Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch tập đoàn Thuận An. Đổi lại, Nguyễn Ngọc Lâm đã được đề bạt lên chức Thứ trưởng Bộ Công an và được quy hoạch vào danh sách Ủy viên Trung ương Đảng tại Hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Ngoài ra, cũng có cáo buộc khẳng định Bí thư Thái Thanh Quý đã sử dụng số tiền từ 6 triệu đô la để mua suất quy hoạch vào ghế Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng khóa 14. Tờ Thời báo chấm D không có khả năng kiểm chứng những thông tin kể trên. Công luận đã bày tỏ nhiều lo ngại nếu như Bí thư Thái Thanh Quý dựa vào tiền bạc để tiến thân làm lãnh đạo cấp cao thì đất nước này sẽ đi về đâu. Quý vị và các bạn có theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm đã dung túng cho cựu Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de